Ơi. Ôi chết rồi. Ơi bà gì ơi. Bà cứ để đấy tôi nhặt cho. Ê. Ông. Ông đừng có lại gần tôi. Ông đừng xa ra. Giữ khoảng cách 2 mét. Gớm cái bà. Tôi vừa nhặt giúp bà. Tôi có làm gì đâu mà bà cứ kêu toáng lên đấy. Ôi hay. Cái ông này đang thời kỳ dịch bệnh, chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Ông biết chưa? Đúng là làm phúc phải tội. Lần sau bà tự đi mà nhặt đấy. Cái ông này thật là, tôi nói như thế là tốt cho cả ông nữa đấy. Phải tuyệt đối tuân thủ 5K. Mà ông có biết 5K là gì không đấy? Để đấy tôi phổ biến cho ông nghe nhá. 5K là gì? Khai báo y tế này, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, khử khuẩn, đeo khẩu trang. Ông biết chưa? Bà Tâm. Sao ý đúng bà Tâm rồi. Cái nốt ruồi kia thì nhầm làm sao được. Không nhận ra tôi à? Ông. Tôi là Đại, ở xóm 2, xã Tự Mỗ đây. Tâm không nhận ra tôi à? Ông Đại, thì sao ông lại ở đây? Tôi thấy bảo ông có vợ con ở quê cơ mà. Lên thăm thằng con trai trưởng, không ngờ lại gặp Tâm ở đây. Thế nhà Tâm cũng ở gần đây à? Ngay cuối phố đây thôi. Để tôi đưa Tâm về nhá. À thôi không cần đâu. Cứ để đấy, chẳng mấy khi mình mới gặp nhau ở đây. Để tôi mang về cho. Ngại quá. Sao? Sợ chồng ghen à? Nói với Lão ấy, tôi là người yêu cũ từ 50 năm trước cơ. Bây giờ chỉ là đồng hương thôi. Ông nhà tôi mất lâu rồi mà. Tôi vô duyên quá. Không vấn đề gì đâu. Tâm cứ để đấy tôi kéo cho. Tâm đi trước dẫn đường đi. Nhớ giữ khoảng cách 2 mét. Được rồi. Uống đi ông. Lại uống à? Trăm phần trăm nhá. 100%. Này, tôi với bà sợ hết gần 2 chai rồi đấy. Trời chết. Này, ông có uống được nữa không đấy? Uống thì uống đi, sợ gì. Thế hết nhá. Hết rồi ấy. Máu thế. Rượu trên này nó nhạt thế kia mà. Nặng. Có phải như là rượu gạo ở quê mình đâu. Mà ông ạ, có rượu nó gần 20 năm nay rồi. Tôi vẫn chưa về quê ông ạ. Ngày ấy mà bà không chê tôi ấy, bà cứ lấy đại tôi đi, thì có phải bây giờ đỡ phải lôi hụi một mình thế này không? Tôi chê ông bao giờ? Đấy là bố tôi chê ông đấy chứ. Rồi đi, đừng có đổ tại ông cụ. Mà bà cứ lụi hụi một mình thế này, những lúc trái gió trở trời thì biết gọi cho ai? Mà này, thế xung quanh đây có bạn bè hay là họ hàng thân thích gì không? Không, ông biết đấy, ở đây mọi người xung quanh tôi tốt lắm. Họ đùm bọc chia sẻ với nhau lắm. Dịch dã thế này ai cũng ở nhà, nhiều người ở nhà, họ cứ sang đây chơi với tôi suốt ý, hỏi thăm xem là tôi có cần giúp đỡ gì không. Đấy, họ tốt lắm, ông yên tâm. Này, tôi yên tâm rồi. Nốt đi. Nói thật với bà nhé, ngày nào tôi cũng xem chương trình thời sự, phải thấy rằng nhiều gia đình cùng nhau nấu cơm, làm từ thiện, phải nói là trong tình hình dịch dã này, bà con mình thương nhau lắm. Thì ông biết đấy, truyền thống của người Việt chúng mình là đùm bọc chia sẻ lẫn nhau. Đúng. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Đúng. Lá lành đùm lá rách. Nào, uống về cái sự chia sẻ đùm bọc. Hết nhá.